ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha cùng ban tin tức của IBC TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của tất cả quý khán thính giả đã ủng hộ cho đài và những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua. Doanh nhân Cuba hy vọng có thêm cơ hội khi chính phủ xem xét vấn đề cải cách. Đối với những ai tìm kiếm bằng chứng rằng ngay cả khoản đầu tư nước ngoài khiêm tốn nhất cũng có thể giúp thúc đẩy doanh nhân non trẻ của Cuba, họ không tìm đâu xa hơn doanh nghiệp trái cây khô có trụ sở tại La Havana của Oscar Fernandez. Nhờ khoản vay 40.000 Mỹ Kim từ nước ngoài, công ty do gia đình tự quản đã ghi danh theo cuộc cải cách vào năm ngoái, cho phép doanh nghiệp nhỏ hoạt động tại Cuba, nâng cấp thiết bị cổ thành lò sấy hiện đại và máy đóng gói. Nhưng giấc mơ thực sự của Fernandez là được hợp tác với một nhà đầu tư nước ngoài, mở nhà máy chính thức đang bị trì hoãn, giống như trường hợp của nhiều doanh nhân trên đảo, khi chính phủ cân nhắc cải cách hơn trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế gay gắt. Nền kinh tế Cuba bị tác động bởi lệnh trừng phạt hàng đầu của Hoa Kỳ về đại dịch và những gì mà Chủ tịch Miguel Díaz-Canel gọi là những giáo điều trở ngại về giới hạn bản thân, sụt giảm gần 10% trong giai đoạn 2020-2021 và vật lộn để hồi sinh. Truyền thông địa phương cho biết tháng trước Cuba đã nói họ xem xét 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp tư nhân, nhưng chính phủ vẫn chưa đưa ra những kế hoạch chi tiết. Trong khi đó, thì hạn hán đã làm giảm hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc 75%. Hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc, Boyan, đã thu hẹp 70% do hạn hán dai dẳng. Sở Tài nguyên của nước của tỉnh này cũng cho biết hôm thứ Hai, tổng diện tích của hồ được ghi nhận là 575 cây số vuông, ít hơn là 2.475 cây số vuông so với cùng kỳ những năm bình thường. Mực nước tại trạm thủy văn Xinzi của hồ đã rút xuống là 6.56m vào hôm thứ Hai, thấp hơn 7.02m so với cùng kỳ các năm trước. Mực nước tại trạm thủy văn Hukao đứng ở mức 9.51m vào hôm thứ Hai, thấp hơn 6.98m so với các năm bình thường. Mực nước đang tiếp tục giảm. Tại ga Xinzi, những bãi cạn màu vàng rộng lớn lộ ra sau khi nước rút. Theo dự báo của thời tiết, thì lượng mưa trung bình trên toàn tỉnh Giang Tai trong tháng 8 là từ 120 cho đến 140mm, ít hơn các năm trước. Nhiệt độ cao và ít mưa ở Giang Tây dự kiến sẽ tiếp tục cho đến tháng 9. Hồ chính thức bước vào mùa khô vào ngày 6 tháng 8 của năm nay, ngày sớm nhất kể từ khi hồ sơ bắt đầu vào năm 1951 và sớm hơn 69 ngày so với ngày bắt đầu trung bình từ năm 2003 cho đến năm 2021. Nhiều nơi ở Giang Tây đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng quá mức với 558 trạm quan trắc khí tượng trên toàn tỉnh, báo nhiệt độ hiện tại vượt quá là 40 độ C. Philippines cảnh báo nguy cơ phun trào một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất. Giới chức Philippines nâng mức độ cảnh báo núi lửa Mayon ở Ao Bay giữa lúc ngọn núi này xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Viện nghiên cứu núi lửa và địa chấn học Philippines PhilVols vào ngày 21 tháng 8 cho biết, ngọn núi lửa Mayon được nâng từ mức cảnh báo cấp độ 0 là bình thường lên cảnh báo cấp độ 1 là dấu hiệu bất ổn. Vẫn theo quan sát của PhilVols, thì vòm dung nham còn sót lại từ vùng phun trào hồi năm 2018 của Mayon có sự thay đổi về hình thái và phình ra của khối núi lửa từ tháng 4 năm nay. Điều này có nghĩa là áp suất khí núi lửa ở độ sâu có thể gia tăng dẫn tới nguy cơ phun trào trên bề mặt. Nhà chức trách Philippines yêu cầu người dân tuyệt đối cách xa ngọn núi lửa Mayon ít nhất 6 cây số để phòng ngọn núi lửa bất ngờ phun trào, gây lở đá và tro bụi. Cơ quan PhilVols cũng khuyến cáo người dân sống trong những thung lũng và bờ sông suối quanh núi lửa phải cảnh giác cao độ với những dòng chảy đầy tích trong trường hợp có những trận mưa lớn. Doanh nghiệp thủy sản bị đình chỉ xuất cảng sang Trung Quốc vì COVID-19. Một doanh nghiệp của Việt Nam vừa bị đình chỉ xuất cảng thủy sản sang Trung Quốc vì không qua được việc kiểm tra trực tuyến về COVID-19 của các cơ quan chức năng của Trung Quốc. Thông tin này được Hiệp hội Chế biến và Xuất cảng Thủy sản của Việt Nam VASEP công bố dựa theo thông tin từ Cục Hải quan của Trung Quốc. Tuy nhiên, tên của doanh nghiệp Việt Nam không được VASEP công bố và cũng không có thông tin thời gian đình chỉ sẽ kéo dài bao lâu. Lệnh đình chỉ đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua. Thông tin của GACC được VASEP trích dẫn xác nhận doanh nghiệp của Việt Nam bị đình chỉ xuất cảng vào Trung Quốc vì không đáp ứng được những hướng dẫn của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc hay còn gọi là FAO được nêu trong COVID-19. Hướng dẫn ngăn ngừa lây truyền COVID-19 trong các cơ sở kinh doanh thực phẩm và các yêu cầu liên quan đến an toàn thực phẩm của chính phủ Trung Quốc.
Theo thông báo, cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tiếp trong vòng 1 cho đến 2 tuần kể từ ngày có thông báo cảnh báo lô hàng của doanh nghiệp bị dương tính với SARS-CoV-2. Theo VASEP, xuất cảng thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt 771 triệu Mỹ kim, tăng 91% so với cùng kỳ của năm 2021. Hai mặt hàng chính là cá tra và là tôm. Hai người đã bị khởi tố với cáo buộc đưa người xuất cảnh trái phép. Hai người tại tỉnh An Giang vào ngày 22 tháng 8 bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc tổ chức cho người xuất cảnh trái phép. Tin tức do truyền thông nhà nước loan đi trong cùng ngày và cho biết hai người bị khởi tố và tạm giam có liên quan tới hàng chục người việc trốn khỏi casino tại Kandao, Cambodia ngày 18 tháng 8, sau đó bơi qua con sông Bình Di về lại Việt Nam. Hai người bị khởi tố và tạm giam là bà Nguyễn Thị Lệ và ông Lê Văn Danh, hai người sống tại Long Bình, An Phú, An Giang. Bị cơ quan an ninh điều tra An Giang với xác nhận là tổ chức cho 6 trong số 40 người bị lừa sang Cambodia làm việc trong sòng bài với hứa hẹn việc nhẹ lương cao, rồi bị buộc lao động như nô lệ tới nỗi phải bỏ trốn. Bà Nguyễn Thị Lệ đã khai từ tháng 5 năm nay được một người không rõ lai lịch móc nối tham gia đưa người xuất cảnh sang Cambodia. Sau đó bà ta móc nối với ông Danh. Nhiệm vụ ông Danh là đón khách xuất cảnh chở tới bên sông bờ phía Nam và giao cho bà Lệ để đưa sang Cambodia. Cứ mỗi vụ trót lọt, bà Lệ và ông Danh được trả khoảng 100.000 đồng cho mỗi một người khách. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo đã cho hay OCTA nhận 2.5 triệu Mỹ Kim để mua xe bus điện chở người khuyến tật. Cơ quan giao thông Orange County, hay còn gọi tắt là OCTA, nhận được 2.5 triệu Mỹ Kim từ cơ quan giao thông của liên bang FTA để mua xe bus điện cho người khuyết tật. Theo thông cáo của cơ quan giao thông của Orange County, số tiền 2.5 triệu Mỹ Kim sẽ được dùng để mua 10 xe bus điện dài 22 feet thay thế cho xe bus chạy bằng xăng của chương trình OC Access phục vụ người khuyết tật về thể chất và tâm lý. Số tiền đó là ngân sách của liên bang 1.7 tỷ Mỹ Kim cho các cơ quan giao thông khắp Hoa Kỳ, có tổng cộng là 236 triệu Mỹ Kim cho tiểu bang California. Ông Mark Murphy, thị trưởng của Orange County và chủ tịch của cơ quan giao thông Orange County cũng cho biết, số tiền đó sẽ giúp cho OCTA chuyển qua sử dụng xe bus điện nhanh chóng hơn, không gây ô nhiễm môi trường và giữ sạch không khí của thành phố Orange County, nhưng vẫn giữ được dịch vụ tiện lợi và đáng tin cậy cho những ai cần phương tiện giao thông. Số tiền 2.5 triệu Mỹ Kim ngoài giúp cho cơ quan giao thông của Orange County mua 10 xe bus điện còn làm chi phí cho các cơ sở hạ tầng phù hợp với xe bus điện. Dự án này sẽ tốn tổng cộng là 5 triệu Mỹ Kim. Sử dụng số tiền của liên bang và ngân sách của cơ quan giao thông của Orange County. Hiện nay, OCTA đang thay thế toàn bộ xe bus thành xe điện và sẽ hoàn tất dự án này vào năm 2040. Thưa quý khán giả, và bản tin cộng đồng vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Hà Anh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài, đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Mọi thông tin về những sản phẩm dược thảo này xin mời quý vị liên lạc qua số điện thoại quen thuộc là 714-892-5717. Quý vị cũng có thể lên shop online qua trang mạng ibchomeshopping.com. Tuyết Nha và Hà Anh xin kính chúc quý vị khán thính giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào.